Bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh với tựa đề Đời làm chó, người làm báo. Một ngày 21 tháng 6 nữa đã bước qua, thêm một vạch kỷ niệm về báo chí Việt Nam thật ảm đạm. Có lẽ là lần đầu tiên trong lòng báo chí cách mạng, người ta nói trắng ra việc nghề làm báo được coi như đời của chó. Và rồi thì báo giới rúng động, nói với nhau về chuyện húy kỳ chữ nghĩa, khiến người thì bị rút thẻ, người mất chỗ. Và quan trọng hơn là cả một năm dài, ngoài các đỉnh điểm trên, nghề báo không có gì tỏa sáng hơn được trên đất nước này, bao gồm cố rườm rà các câu chuyện lịch sử ẩn khuất, cá nhiễm độc, biển chết, cho đến việc tử nạn trên biển là thường của các sĩ quan quân đội. Kỷ niệm nền báo chí cách mạng, người ta còn rút ra được một bài học lớn của báo chí Việt Nam. Làm báo hôm nay không phải để mở rộng biên giới của thông tin và ngôn luận. Làm báo phải học cách chuyên sâu tay nghề, rằng có viết ngàn con chữ cũng phải luyện đủ công phu để khiến bao nhiêu ngôn từ ấy phải tự chói mình vô nghĩa, vô thanh. Nghề báo bị ví với chó, thậm chí được khuyên là đừng buồn nếu bị coi là chó. Vì bởi dù sao cũng có sự cao quý của nó do biết vâng lời và trung thành. Chuyện làm báo biết vâng lời gợi nhớ về vụ án của Slansky 1952 tại Brazil, thủ đô tiệp khắc cũ, bây giờ là Cộng hòa Séc. Đó là vụ án của nhà lãnh đạo Cộng sản tiệp xử nhau, mà có đến 11 người bị treo cổ, 3 người tù chung thân. Trong số đó, Rudolf Slansky sinh năm 1901, mất năm 1952, là nguyên tổng bí thư đảng Cộng sản, đồng phó chủ tịch quốc hội. Một trong những lý do ngầm của việc thanh trừng do ông Slansky là một người gốc Do Thái. Cũng từ phiên tòa này, phát minh có 102 của tòa án Cộng sản tiệp đã trở thành sách giáo khoa về truyền thông thú tội trong thế giới tòa án và báo chí của Cộng sản. Tội nhân được cho thu sẵn lời thú tội vào băng nhựa, sau đó khi ra tòa thì băng được mở rì rì thay cho phần tội nhân tự nói. Tội nhân mặt đối với quan tòa, quay lưng lại người đến dự phiên tòa với một khoảng cách xa. Nếu tội nhân có ý muốn phản cung, băng sẽ bị ngắt. Tội nhân sẽ bị cho ngồi xuống với hai công an kề bên cặp nách, kiểu như vì mệt quá hay do bị tạm ngất đi. Nhiều thập niên liền, phương thức nhận tội hiện đại ấy lan rộng các phiên xử của chế độ Cộng sản, được bổ sung bằng bản viết tay, video cắt xén, qua thẩm vấn. Các buổi xử công khai ấy chỉ truyền thanh hay truyền hình qua phòng bên cạnh, chứ không cho vào xem trực tiếp, dù chỉ cách nhau một cánh cửa. Sau khi Liên Xô và Cộng sản Đông Âu sụp đổ, hiện tại còn một vài quốc gia áp dụng hình thức thô bỉ này. Nói về chuyện này, để nhắc cho các bạn, tôi nhớ rằng nhiều thập niên trước, không ít con chó của các triều đại Cộng sản vẫn chép lại trên báo các nội dung ghi âm đẫm máu và nước mắt đó, chép lại các bản tin do công an gửi đến và gọi đó là nghề làm báo thời sự, tường thuật. Họ vẫn được vinh danh, được thưởng không khác gì đã khó nhọc đi săn tin. Quả là không có gì so sánh sống động hơn nghề làm báo trong các triều đại Cộng sản như vậy. Là thời huy hoàng những loài chó săn tin và báo tin, trung thành và cao quý. Thế còn những người làm báo tự do, tôi nghĩ có bổng lộc đến mấy, chắc họ cũng không nhận mình là chó. Vì chó thì phải có chủ và được cho ăn. Còn người làm báo tự làm chủ tư duy của mình, họ kiếm sống lương thiện để phục vụ cho sự thật, cho con người nói chung. Trong luận ngữ viết vào năm 2015 của ông Lưu Hiểu Ba: hôm qua chó nhà tang, hôm nay chó gác cửa. Người nhận giải Nobel Hòa Bình năm 2010 này
có nói về những loại chó học đòi một lý tưởng nhưng lại không có nổi một quê hương tinh thần trong đời mình. Vì vậy, chỉ còn cách chọn chủ đề sủa hay cắn xé một ai đó theo lệnh. Nếu xui rủi mất chủ thì cũng chỉ là một loài chó lang thang hèn hạ, chứ không thể nào có được sự tự do kiêu hãnh của một con chó sói trên đồng hoang hay núi cao. Nói chuyện chó, chợt thấy ngạc nhiên vì trùng hợp đến lễ ăn thịt chó hàng năm ở Ngọc Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc. Cũng vào cuối tháng 6 hàng năm, nơi đó chó trung thành hay cao quý cũng đều bị đem làm thịt. Vì bản chất nuôi và tuyển chọn chó ở một số nơi rốt cuộc chỉ là để mua vui và kiếm lợi cho kẻ làm chủ. Chó có được tuyển chọn và huấn luyện tốt như nào cũng là phần để hy sinh cho mục đích cuối cùng của lễ hội. Phần ăn hôm qua luôn bị trả giá cho hôm nay. Chắc chắn chó thì không thể có nỗi đau như của con người, nên trong vụ án Slansky năm 1952, người ta chỉ thấy giá trị phục vụ chứ không thấy giá trị đạo đức truyền thông của ngành báo chí. Nói đến đây, tôi lại muốn kể với bạn rằng những ngày biểu tình của người dân đòi minh bạch lý do cá chết, có những nhà báo âm thầm xuống đường ghi nhận mọi thứ dù không được tòa soạn phái đi. Những con người đó bị thúc đẩy bởi tính đạo đức nghề nghiệp, nên xông vào chỗ mà họ cũng không có quyền được đến. Họ cũng bị bắt, bị đánh, bị nhốt vào sân hoa lư đến tận đêm chỉ vì muốn chia sẻ mọi hiện trạng khốn cùng của người dân. Có những nhà báo bị đuổi việc, mất chỗ làm khi cùng đứng với nhân dân. Dù có bị ví hay răn đe là phải sống như chó, họ cũng không thể là vậy. 21 tháng 6 năm nay, chẳng có ai vinh danh các nhà báo không ăn lương nhà nước. Nhưng nếu nhiều năm nay không có họ, những con người làm báo tự nguyện ấy, không biết người dân sẽ sống sao với đất nước đang đầy dẫy những chuyện mù mờ. Chính họ là người đã điều chỉnh mọi thứ về cái đúng, từ chuyện giải dịch đúng tàu lạ thành tàu Trung Quốc, cho đến sai quy trình thành vấn nạn, bóc trần từ ngữ công trình thế kỷ thành bê tông cốt tre, hay ra văn bản rõ thành lạm quyền. Những nhà báo đó góp phần tố cáo những kẻ đạp trên pháp luật, minh bạch những án oan và giải cứu cả tử tù. Biển nhiễm độc, cá chết, các loại quan tham giấu mặt bằng ngôn từ mị dân. Kể cả các loại quan lớn luôn thích tuyên ngôn mà không giữ được lời đều bị đưa ra trước ánh sáng và nhân dân. Video về biển miền Trung của Nguyễn Lân Thắng có lẽ là tường trình duy nhất minh bạch hiện trạng môi trường và con người khốn cùng lúc này. Trong buổi truyền thông chung, khi bị khép chặt mọi thứ, cùng tiếng sĩ vả với động cơ nào? Nhà truyền thông tự do của con người, dành cho con người như Trang Ba Sàm hay Trang Nguyễn Xuân Diện, mà nhân dân mới biết được kẻ mang lon tướng như Phạm Xuân Thệ, cướp công đồng đội Bùi Văn Tùng đã đạo đức giả như thế nào khi lên giọng về tình chiến hữu. Và Âu cũng là dịp để người người được biết về đức phục vụ và trung thành như thế nào của ông Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn khi mau mắn rút thẻ của nhiều nhà báo như Đỗ Hùng, Mai Phan Lợi, giúp chứng minh rõ hơn những gì người ta ví von về đời làm báo ở Việt Nam. Ngày kỷ niệm nhà báo cách mạng nghe mỗi lúc càng nhạt. Chính làng báo chí nhà nước cũng cảm thấy ngại ngùng khi tự ca hát về mình trong lúc này. Không còn cách mạng trong truyền thông mà chỉ còn nẹp lưng vào tường, lần mò theo định hướng, lần mò tự kiểm duyệt để không ốm đau từ các con chữ mang dấu sắc cho đến lúc tàn sát. Thật buồn cho một nền báo chí mà từ thời khai sinh đã luôn xiển dương ý thức tự do, buồn cho một nền truyền thông chỉ còn sứ mạng xô đẩy các phong trào cảm xúc đời sống,
để tiện che chắn cho những điều mà nhân dân cần được biết, cần được nói tới, buồn cho những nhà báo dẫu có ăn lương nhà nước nhưng trái tim trong sáng vẫn phải lặng nghe miệng kẻ ví von mình là chó. Hãy mơ đến một ngày mới, tôi và bạn nhất định phải mơ đến nhé. Ngày của người làm báo bình thường và chân chính, chỉ muốn tận hiến cho sự thật và cho quê hương. Ngày đó chẳng có ai sẽ phải bị gọi tên là chó, và dù có bị khoác lên mình bộ lông sặc sỡ đến đâu, họ cũng sẽ rũ sạch và đứng lên, bắt đầu lại với một sứ mạng duy nhất, chuyển tải sự thật và lẽ phải. Ngày đó mới thật sự là của những con người làm báo. Trong thùng xe đông lạnh có một đoàn di dân giữa thế kỷ văn minh. Tôi thấy trong ống cơm có đời sống gia đình. Ôi thế cuộc mưu sinh, ôi thế kỷ văn minh. Trong thành phố đông người không thiếu hiện tại nhân, giữa thế kỷ văn minh mà sao người dân vẫn bám lấy cuộc đọa đày. Ai biết chỉ tôi hay, ai biết kể tôi hay. Người trong thùng xe, người trong ống cống, người nằm hè phố, người sống vật vờ. Chờ tay người đưa hộp cơm tình nghĩa, người không thể đứng ngồi dưới đường chờ. Thành phố cũng chờ, thế kỷ hôm nay đâu nghĩa lý gì thành tích tung bay. Gục mặt vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay cho chủ nghĩa giăng dây. Trong thùng xe đông lạnh có một đoàn di dân giữa thế kỷ văn minh. Tôi thấy trong ống cơm có đời sống gia đình. Ôi thế cuộc mưu sinh, ôi thế kỷ văn minh. Trong thành phố đông người không thiếu hiện tại nhân, giữa thế kỷ văn minh mà sao người dân vẫn bám lấy cuộc đọa đày. Ai biết chỉ tôi hay, ai biết kể tôi hay. Người trong thùng xe, người trong ống cống, người nằm hè phố, người sống vật vờ.
chờ tay người đưa hộp cơm tình nghĩa, người không thể đứng ngồi dưới đường chờ. Thành phố cũng chờ thế kỷ hôm nay, đâu nghĩa lý gì thành tích tung bay, gục mặt vỗ tay, vỗ tay vỗ tay cho chủ nghĩa giăng dây. Người trong thùng xe, người trong ống cấm, người nằm hè phố, người sống vật vờ. Chờ tay người đưa hộp cơm tình nghĩa, người không thể đứng ngồi dưới đường chờ. Thành phố cũng chờ thế kỷ hôm nay, đâu nghĩa lý gì thành tích tung bay, gục mặt vỗ tay, vỗ tay vỗ tay cho chủ nghĩa giăng dây. Gục mặt vỗ tay, vỗ tay vỗ tay cho chủ nghĩa giăng dây. Gục mặt vỗ tay, vỗ tay vỗ tay cho chủ nghĩa giăng dây. Gục mặt vỗ tay, vỗ tay vỗ tay cho chủ nghĩa giăng dây.